hấp coi anh. Đó. Bây giờ mình đi chạy sơ qua trong cái da khi cổ nó sạch hết. Xong mình chạy vào một cái thằng bò. Mình thấy là cái linh kỹ không? Đó, trước khi mình làm mình sẽ linh kỹ thật sẽ ra. Đó, cái da của em này là anh làm he. Nên mình sẽ chạy xoáy vô tất cả những cái da chết cho đồ cho nó sạch. Rồi. Bây giờ mình sẽ chạy vô cái bò nha. Hai khe bên lục, anh khỏe anh khe bên lục. Cái bộ này hôm nay là làm nó sang lắm. Nói chung là nó sang trọng. Cái vũ sạch sẽ kỹ. Hai Phú Nguyễn ha, Phú Nguyễn khỏe không? Phú Nguyễn khỏe không? Mọi người mà xin lỗi 28 bạn, 41 bạn đang coi live Alex có thể C2 Alex được không? Cảm ơn rất là nhiều nha. Tại vì C2 cũng giống như là đầy đầu tuần vui vẻ ha. Ở đây là cái nail mà Alex làm hôm nay. Alex sẽ cho mọi người coi một cái màu nó rất là đẹp. Rồi Alex sẽ mọi người làm cái da lắm này. Thấy không? Alex chụp nó là sẽ cho mọi người xem thử nha. Đó, thì Alex sẽ dùng một cái thiết có sẵn rồi. Có sẵn cái số rồi. Đây, cái tiếp này có sẵn cái số ha, mình sẽ dán vô. Hai hương thì minh thần ha. Đó, mọi người có thể C2 lịch đi ha. Coi như là chúc mọi người những ngày đầu tuần vui vẻ ha. Rồi nào, thấy không? Xong rồi, tiếp tục mình sẽ bỏ cái hình vô. Rồi mình bỏ cái thằng thứ hai tiếp tục. Nhân số 5. Cái neo này thì con cái là cái thịt nó hơi lội ra nên các bạn phải dán tiếp các bạn cẩn thận nha. Đây cái thịt nó cao lắm. Với cái neo này đây, nó làm nước rất là nhiều. Nên hôm nay là sẽ chỉ cho mọi người cái trick làm với cái neo này. Thứ hai các bạn lấy xếp rất là nhanh, rất là nhanh. Không. Cái tiếp có sẵn rồi. Bỏ lên trong vòng 1 giây thôi. Alex làm đẹp quá. Oh, thank you chị Hương. Đẹp chẳng dám nhận đẹp đâu, mà nói chung thì mỗi cái like thì Alex chia sẻ được mà những cái kinh nghiệm thì hy vọng mọi người làm thêm kiếm tiền thôi ha. Chúng Alex làm rất là basic. Những cái này mọi người có thể làm được. Rồi bây giờ Alex sẽ cắt cái shape này ha. Mình sẽ cắt cái shape. Còn nail. Cái nail nó có sẵn rồi. Cắt. Cắt lại cho sạch sẽ. Rồi, dậy như bên này vậy nha. Bên này vậy. Cắt sạch. Xong rồi mình sẽ bỏ cái custom vô. Wow, cái này đẹp quá. À, là thích nhất là cái ngón này này. Cái ngón này rất đơn giản mà nó đẹp và nó sang. Thấy không? Đẹp không? Cái top coat nó quá bóng luôn.
ai mà đã xài thấp cốt qua lời thời mọi người sẽ rất là thích nha. 10 người xài thì hết 8 người thích nha, hết 8 người thích ra là không dám nói 10 người, tại có nhiều người thì họ lại thích theo cái kiểu khác, nhưng mà 10 người tha lịch cho anh chị hết 7-8 người thích, và cũng cảm ơn rất là nhiều mọi người đã ủng hộ cái like cũng giống như là cái thấp cốt tất cả mọi sản phẩm nhé. Rồi qua những cái cách làm cũng giống như những cái product mới ra, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Snail. Anh sẽ dụa sơ qua cái này để cho nó sạch trước khi anh lại đắp like cục bột lên. Rồi hôm nay anh lại sẽ đắp một cái màu tiếp theo là cái màu clone tắt. Mấy các bạn biết cái màu clone tắt không? Cái màu rất là đẹp. Rồi sẽ dũa sơ qua xong mình xếp hai bên. Gà xếp nhẹ một cái thôi. Xếp nhẹ thôi. Thấy không? Xếp nhẹ cái như thế này. Để chập nó mọi người đắp bột á, nó không bị dính lên hay là nó làm cho mình dũa lâu quá ha. Nói chung là mấy cái này là mấy cái cơ bản và mình phải nắm được. Và thứ hai khi các bạn làm xếp các bạn không làm bị lâu nhé. Rồi nếu các bạn thích mà đắp bột mà nó không bị chảy, nó không bị tuột á, khi mình làm sấp quay á, đắp sấp quay với các bạn nó khó đúng không? Các bạn lấy bột phở các bạn bóc như thế này này, bóc nhẹ như thế này để cho nó sần sùi cái móng như này, khi các bạn đắp lại bột nó đẹp lắm không? Cho nó có nghĩa các bạn thấy nó bóng không? Bóc thì cho nó sần sùi lên cái không? Đắp nó cũng đẹp nữa. Thứ hai nó mau khô. Bây giờ hoa sạch thấy không? Sạch ơi là sạch ha. Rồi hai túi huỳnh là hai đen lùi ha, mọi người có thể giúp lại xe hai nhé, thành công rất là nhiều. Rồi đẹp quá, còn thấy cái nail xếp chưa xong ra rất là đẹp ha, vẻ sau mà không chồng yêu chồng bảo chồng thương ha, yêu thương quá đi à. Bỏ đèn ha, bỏ đèn, put the light for me please. Em chào thầy ha, chào A Lộn, chào Nguyễn Tiết ha, Nguyễn Tiết khó nha em, thích khỏe không? Rồi tất nhiên là lại xài cái thằng Crystal Clear, nhớ nha, Crystal Clear. Khi mà mình đã dùng kim tuyến là mình phải dùng Crystal Clear thì nó mới đẹp được, các bạn nhớ nha, Crystal Clear. Thứ hai là gì, màu Trinity Star. Trinity Star này là một màu kim tuyến nha, Trinity Star này là cho các bạn coi, còn nhớ chụp hình lại nha, Trinity Star. Ngày mai ai muốn làm bộ nail này cho khách nhớ chụp hình lại Trinity Star. And rồi màu tiếp theo nữa là màu soft white. Soft white này là cái màu này là màu shell này ha, lấy cái màu này lấy ra shell. Rồi tiếp theo là cái màu này là màu champion and gaze đây này, cái kim tuyến này ha, sẽ lấy ra bỏ lên. Đó, cái màu này tương đương với mình làm với cái ngón cái này, đây này đó là sẽ là cái ngón cái này, thấy không? Đó, cái màu này rồi đây còn bến, mong thầy like nhiều để mọi người được học hỏi. Ok em, thì nói chung thì thầy chia sẻ được cái gì thì thầy chia sẻ nhé. Thì trong cuộc đời này thì cái mà mình vui nhất là những người mà họ làm được, giống như thầy dạy một cái lớp xong những gì thầy về thầy học sinh nó làm được thì mình cũng vui đúng không? Đó, nó lên tay nghề thì mình cũng cố gắng mình làm sau để mình cố gắng thêm nữa. Rồi cái thứ ba đó là cái lưới này để làm cái next này à, các bạn có thấy rồi rõ này, nên rõ rõ mới thấy. Chào bạn lại cho các bạn coi nha. Rồi thứ tư nữa là làm cái CCL. Khi các bạn làm cái này rồi, thứ năm đó là mình sẽ chuẩn bị một hộp đá hột xoắn thế này, đá Swarovski để chuẩn bị cho mình nhắn design nha. Các bạn nhớ chụp hình tất cả những mẫu design lên nhé. Đây, còn đây là cái bột The Glow in the Dark nha. Nhớ Glow in the Dark, cái là Rin nha, nhớ này Rin. Cái nail này buổi tối nó sẽ hiện màu xanh lên nha. Nó rất là đẹp, nó rất là sang. Đây, các bạn nhìn nha, trước khi các bạn vô, các bạn giúp anh Lệ thầy ở đâu hả? Thầy ở Mỹ nha em. Thầy ở bên USA nha. Đó, xong rồi. Thầy sẽ chuẩn bị một cái liquid cái kim tuyến như thế này. Anh thấy không? Mọi người có thể giúp Alex nhé, cái lớp Westminster đăng ký còn cỡ Alex nhận từ 10 đến 15 người thì cũng được mới đăng được gần một tuần rồi thì cũng được 7-8 người đăng ký rồi,
Nên những bạn nào mà muốn học làm sao để về cái sếp mình khó quá hay những cái mình chưa làm được, các bạn có thể bỏ ra đúng 5 ngày để mình đi học. Tại vì sao? Cái 5 ngày này sẽ giúp cho mọi người có nhiều thời gian nhiều hơn và các bạn có thể tự tin hơn. Đó. Nếu bạn nào làm cảm thấy yếu quá thì anh là chạy thầy Westminster nha. Lớp này lớp private, là lớp mà ít người, chỉ có 10 tới 15 người thôi, nên thầy muốn tạo cái cơ hội cho mọi người dễ học hơn. Rồi. Phần thấy không? Rồi giờ xong, mình sẽ làm step by step. Let me see. Step by step. Rồi. Ok, bước đầu tiên đó thì mình sẽ làm cái ngón này, cái lón soft white, mình use liquid and sparkle leather right here, you can see. Này, thầy sẽ lấy từng cái coi nha. Này, mọi người giúp vào lại sẽ xe nha. Cây dũa bán trên website có không ạ? À? Có nha, anh Huỳnh Chị Minh nha. Xong mình bỏ vô xí này ha. Lấy một xí như thế này bỏ vô sao này. Còn thấy không? Wow, cái sốc hoài quá đẹp. Mà dẻo nữa. Thấy không? Kéo mỏng ra. Hồi nãy là cái ngón bên kia là mình, cái ngón bên kia là mình đắp từ dưới lên. Cái ngón này thì mình sẽ đắp từ dưới lên. Đó, mình sẽ đắp từ dưới lên. Mọi người thấy không? Rất rất là đẹp. Mình sẽ bỏ thêm một một xí nữa để đấy cho nó perfect. Sau đó mình sẽ bỏ một xí xí xeo lên này, kim tuyến này, twin star nha. Mình sẽ bỏ cái từ dưới lên mỏng nha. This one round I do the back way ha. Mình sẽ làm lộn lại cho nó đẹp hơn. Bỏ sắp quay lên. Bỏ theo. Mình sẽ bỏ con giấy này để mình phân tích ra. Mình bỏ lên nó có cảm giác đẹp hơn. Bây giờ mình đập lên từ từ nha, đập lên từ từ. Đi cọ lên. Quá đẹp ha. Rồi now bây giờ Alex sẽ try qua you. This one I have to retry a little bit and I put sparkle in the hand. Cái này xong rồi thầy sẽ cho các bạn coi cái bộ giáo quan nha. Nó đẹp lắm. Let me see. Nó tối nha. Mình tập đèn, tắt đèn xí. Rồi, yeah. And now cái ngón này thì Alex sẽ làm ngược lại nha. Cái ngón này thì thường thường ngón cái thì nó khó quá đúng không? Các bạn phải đắp hai cục tưởng mới đắp một cục. Làm cái cổ trước. Đắp hai cục trước. Hai cục nha. Cứ để cho nó mỏng như thế, cho thầy đừng đắp dày hết á, rồi cho nó mỏng xí. Rồi tiếp tục cục thứ hai lên. Nhớ nha, cái này là by step, đừng lắp nhanh quá. Tại cái bột này là bột soft white và làm mỏng rồi. Các bạn muốn học deep á, các bạn có thể qua coi chị Justin Lâm nha. Chị Justin Lâm đắp làm deep rất là đẹp. Về cái khiêu cổ nó tròn ơi là tròn. Alex, can we do that one like this too? Like that? You want this? Yeah. You want this? So we can have two on that hand. Okay, like that. You want like that, right? Yeah. Like this. Let me see. Please. Okay. Sorry. It's alright. And how about another thumb? This one, yeah. Both? The ring finger and the thumb. Okay. My beautiful client, she want the this side right here, huh? Sorry mọi người. Sorry mọi người nha. Cái khách hàng của mình họ muốn cái chỗ này á bằng dragon nha. Rồi bây giờ mình sẽ xoay vô đây. Đây. Cố tình để gần gần cho các bạn coi cho nó đã mắt ha. Coi cái cuticle, coi cái cách apply vô ha.
có nó đã mắt hơn không đó, xong mình lấy sky push lens down rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm xí shop ngoài đấy mong ai hiếp ha để cho nó không bị see through mỏng thôi. Rồi now I using this one chứ using CC em bỏ ra great look at this isn't that beautiful look at this this one right it's crazy and look at this one with the shells or something they're so beautiful I love this one so much yeah À, còn nhớ nha phải làm cực kỳ nhanh nha lệch nha nó crazy quá chậm quá nó khô nha kia lệch làm nó lệch nói rất là rõ chi tiết nha mọi người nhớ phải run theo cái the drama too it's like it's simple but it's not simple xong rồi mình lấy cái viết nè đẩy nhẹ xuống push down ok now it's perfect ha huh? Nó nằm trong một cái design tập để mình bỏ cái design lên nó rất là đẹp mọi người nhớ nha so love Westminster bên phong là hả lên love Westminster love Westminster ở Cali em ơi Westminster ở Cali nha em thầy Alex cũng biết là em nói ở đâu nữa lần đầu tiên Alex nghe luôn á cho cái này mình phải kiếm ra cái sale nha rồi rồi ha à, bây giờ mình chỉnh rất là đẹp rồi rồi and now I using cái gì đó là cái xà cừ phải không thầy không cái này là cái CCL em không phải xà cừ nó khác nữa xà cừ nó bự hơn em rồi ok rồi now cái này là đi xuống đúng không cái này đi xuống đúng không thì cái này mình phải đi ngược lại nhớ nha mọi người nói này mình đi ngược lại thì mình làm mỏng thôi mỏng lại rồi ở vuông dưới dày hơn nha xuống dưới dày mọi người nha à, lớp Westminster ai muốn đăng ký nhanh tay nè ha à, tại vì ở Westminster thì mỗi tháng là sẽ tổ chức cái lớp một lần à. Rồi xong mình sẽ bỏ kia mình biến lên can you see that now? Yes. Just now. Mình sẽ đi ngược lại nha. Đi ngược lại. Thấy không? Đó. Mình nhớ mình làm á, cái thao tác với nhịp điệp của mình nó phải đi cho nó đầm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đi cho nó đầm với tay. Tốc độ nhanh và tốc độ cho nó bằng thì làm cho cái design mình nó hợp với nó kịp với cái thời gian nó khô. Nhớ nha. Đó, nó khô. Mọi người thấy không? Nên rất là đẹp. Sau đó mình lấy cái cọ đánh ngang nha, đánh ngang cho nó lè ra. Đó. Còn xí xèo thì sao? Rồi nhớ nha, đừng có đập liền. Đợi cho nó khô đã mình bỏ lên nha. Đợi cho nó khô đã. Rồi. Cho nó khô đã. À.
Xong là bây giờ mình sẽ bỏ clear lên. Anh lấy đó nó nói put clear vào here ha. Hai cái design kia mình chưa chuẩn bị làm cái design nha, mọi người chuẩn bị coi nha. Để bây giờ mình apply clear cho cái ngón này nè. Giữ vậy xí. And now let's push down. Đi xuống là từ vuốt hai bên thôi. Mọi người thấy không? Nó nằm gọn trong cái nail và tạo một cái độ cong tự nhiên. Nhớ nha. I just want to. Đó, mọi người giúp anh là share cái video này nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Đó, thì cái lớp San Jose, lớp San Jose còn 1.5 tháng nữa là full rồi. Đó, còn 1 tháng nữa là full rồi. À, bạn nào mình nhanh tay lên ha. Được lớp tiếp theo là ở Virginia, ở bên Atlanta nha. Chỉ clear lên, còn thấy không? Apply sao để cho nó đẹp và nó không có bị chi chú. Và thứ hai nữa, cái bột clear bên nào lại còn thấy nó trong không? Nó trong ơi là trong ha. Nó không có bị giống như bị hột hay bị đầy. Đó, và nó dẻo, dẻo ơi là dẻo ha. Dẻo. Thấy không? Apply qua dễ. So tap try the bit and now I push down. Thấy không? Bút hai bên này. Cái bột này các bạn nhìn thấy nè. Cái bột nó ra một cái độ cong rất là đẹp. Nó đẹp không? Quá đẹp không? Push down, cut. Nó thấy không? Nó giống như là nó trong ơi là trong ha. À, thì crystal clear nó rất là đặc biệt nên nó sẽ giúp cho mọi người rất là thích nha. Tại sao nó gọi là crystal clear? Crystal clear là độ trong nó trong hơn của cái clear. Anh nhớ này nha, nó trong và nó không bị hột. Nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi cái thằng bên này cũng vậy. Mọi người nhìn này nha. Đây. Không, nó trong. Em lấy xuống cái từ. Dạ, dạ. Yeah, yeah. Cho anh cảm ơn học tí nhé, ok. Cho em học hỏi, cảm ơn cho học hỏi tí nhé, ok. Bạn bạn cứ học thoải mái nha. Nói chung là ai lại chia sẻ được cái nào thì các bạn sau này các bạn có làm được thì các bạn giúp chia sẻ những người đến sau nhé. Anh cho rất là nhiều. Rồi, nhẹ là vuốt này, hai bên các bạn thấy không? Vuốt hai bên thôi. Thấy không? Thì tự động nó neo nó cong ra này. Nó cong ơi là cong. Và nó có một cái độ cong rất là tự nhiên, rất là đẹp. Trong ở là trong ha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn mọi người làm hai cái design bằng lưới, design snake, ok. And now I show you guys how to do this. Đây là cái design nha, rất là đẹp. Đây là cho con anh coi. Đây cái ngón này thì nó sẽ ra như thế này. Thấy không? Nó ra cái xì xèo. Cái này là dạ quang nha, buổi tối nó sẽ sáng lên nha. Rồi cái ngón này nó sẽ ra cái ngón này. Đó. Cái ngón này thì cái lưới nó nằm này. Nó nằm lưới cái hộp này Phoenix Star. Lưới này. Rồi. And now Alex sẽ dẫn mọi người làm cái design kia nha. Đó. Mình nhớ mình lấy mình bỏ lại nha, đừng giục uổng quá nha. Ok. Khỏe không anh Hùng? Anh Hùng khỏe không? Em khỏe anh Hùng ơi. Trời ơi lâu quá ha, nhớ anh Hùng quá. Ok, now Alex sẽ dẫn mọi người làm cái lưới này à, rất là dễ, rất là easy and very good. So now Alex sẽ dẫn mọi người làm hai cục nha. Nếu mà các bạn đắp bột nút, nếu mà các bạn đắp bột xúc hoa rất là khó. Nó khó ở cái chỗ nếu mà mình làm một cục á, cái tay nó rất là khô. Và cái thứ hai nữa nó mắc cái bột, cái nước này Alex xài nước khô nhanh. Nên Alex đắp nước, nên Alex đắp hai cục nha. Rồi now các bạn nhớ link cái cọ này. Ok, như vậy sẽ không, cái bột nó chín thì mình bỏ lên này ha. Giữ qua giấy. Bắp 70%, lôi ra từ từ. Mọi người thấy không? Cái cọ nằm yên. And tap. Tap. Không?
powder strengthening. Cái bột nước mau khô con cái là cái liquid nó làm cái bột nó chảy rất là nhanh. Các bạn phải đập rất là nhanh, các bạn thấy không? Tốc độ mình phải nhanh 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 nữa. And now push down. Không. Để nhẹ xuống. And now Alice mua ăn rồi ha. Push down. Nhớ này, mình đừng có bút bệnh quá, nó mỏng này, mỏng này, con xít, you guys see, and very slowly, cái bột qua này nó có cái hay, nó cũng dẻo nên các bạn xài mà nước mà nước mau khô nó cũng hạn chế nhé, nhé, có, cho chặt nó làm gì, chị đợi em đi, em hôm nay em post phẫu thuật chị luôn, em bán hàng mà, hôm nay xong rồi Alex sẽ làm một bộ nail móng ngắn nha. Tại sáng giờ có nhiều khách gọi vô ta nợ rồi hỏi là móng ngắn không à, à tại móng dài này. Nói chung là Alex làm cho mọi người customer Alex hobby thôi. And now I using the this color ha, shop white too. Các bạn để ý cái Alex apply cái fill này nhìn này ha. And now you can see it. Look at it. Bỏ lên, giữ 3 giây này đừng bỏ ra nha. Bạn nào bỏ ra liền đó là cái nail nó bị leak liền. Perfect ha, đừng có đụng thiết cổ, nó đang chảy xuống, đừng có đụng vào là bị hở liền, đừng có đụng vào nha, cho nó chảy, các bạn thấy không? Đừng có đụng vào, đừng có đụng, sau đó mình đụng vào này ha, mình đụng nhẹ này, tại vì các bạn đắp sóc quai á, các bạn phải biết cái chỗ là cái màu này thuộc dạng cái màu the clone tác của thứ hai nữa là nó phải nó trong hơn cái sóc quai nữa, còn nếu mà các bạn vuốt lên á thì nó sẽ bị mỏng ở trên và thứ hai các bạn nhìn nó không có được đều nha. Các bạn phải lưu ý chỗ đó. Bây giờ các bạn vuốt ra. Rồi. Thứ ba nữa các bạn phải đắp cho nó dày lên nha. Dày ơi là dày. You guys see now it thick little bit ready. And you guys have to wait try a little bit. Mình phải đợi cho nó khô xí. And now I using this design. And I using the clear powder. Các bạn nhớ nha, phải dùng clear powder. And clean the brush. And this one too. Các bạn thấy không? Cái shape nó perfect không? Các bạn nhìn vậy các bạn đâu cần vũ ở đâu đúng không? Các bạn cần chặt hai bên nữa là xong. Nên các bạn nhớ nha, đắp hai cục bị hở cứ đắp một cục cho thầy nhớ nha. Mình không nhất thiết phải làm một cục nếu mình đắp chưa được. Trong cuộc đời này là mình đừng bao giờ khó mình. Không, mình để cái đèn, mình để cái lưới này. And now I push right here. So tap. Màu này là màu trắng đúng không? Màu này là màu soft white nhưng mà nó là thuộc dạng dạ quang. Nhưng mà nó mít theo kiểu là nó phải bị trong hơn nữa. Tại nếu mà lịch mít trắng quá, sóc qua mà trắng quá thì cái dạ quang nó không có được sáng. Đó, nên là phải làm sao cho nó trong và nó đều. Cái máy cái này là phải mít qua thành cái máy phải sàng lọc rất là kỹ. Nên bởi cái màu nó mới trong như vậy. Đó, now I put this design. And now I put it on. Các bạn nhớ nha, lấy cái lưới chừng này thôi nha. Cái lưới có trên mạng là có bán luôn. Bỏ lưới vô. And now I tap it. Có cao một xí nha. Ok. Done. And now hold right here. Làm ở dưới. Làm mạnh lên nha. Các bạn làm mạnh lên. Thấy không? Cho nó ra một cái sùng như này. Xong ở trong này cái quan trọng này. Ở trong này nhiều người làm hay bị thiếu này. Đó, mạnh lên. Hết. Đó. Đó, xong rồi lấy ra. Cái đèn nó loạn thấy rõ luôn. Loạn quá. Wow, now I try it. Nó ham nói chuyện quá, nó khô ra rồi. Ok, this one I have to try again, ok? Tại nãy giờ mình ham nói chuyện quá. Ok. Now Alex sẽ show this one again, ha? You know what? I talk too much of how to try. Này. And now I try you guys do again, ok? This one is the glow in the dark. At night. Yes. Chú ơi! Chú ơi!
Chú ơi. Just you have em tắt cái điện được không? Quickly thôi. Này tắt hai cái điện giùm em, tắt hai cái này luôn đi. Tắt hai cái này luôn em. Tắt tất cả luôn hả em? No, đúng rồi, tắt hai cái này. Rồi chị tắt cái điện trong nghe cho em test nghe thôi. Put the nail on the light, please, please. Put the nail on the light. Put the nail on the light. Đúng rồi, chú còn tắt đèn đây chú. Alice, Alice sẽ cho các bạn coi thử nha. Đây nè, Alice sẽ cho các bạn coi. Ờ đúng rồi, tắt đi chú. Chú tắt chú đứng đó, con kêu mở là mở nha. Ok, put the hand on the light, please, please. Mọi người thấy không? Nè. Đó, go on the dog. See? That's the one going the dog. I got the middle finger. Yeah. Let me see. Alice sẽ cho các bạn coi thử nha. Đây là đàn. Check mine out. Check mine. Các bạn nhìn cái nail á, Alex đâu có, các bạn thấy cái nail nó sáng lên không? Đây tại sao mà cái design nó sáng lên? À, nên Alex nói là cái màu trắng nên khi tắt nó sẽ sáng lên. Nên khi cái quá trình mình mist á thì nó hơi khó một xí. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ enjoy cái video này ha. Let me see, hurry. Let me see. Ôi, cái này nãy giờ ham nói chuyện. Oh damn, forgot about it again. Hai giờ ham nói chuyện quá. Đây, từ từ mọi người nha. Giờ Alex sẽ làm nhanh nhanh xí nha. Nãy ham nói chuyện quá. This is so cool. Bật đèn chị, bật cái đèn, cái camera chị có cái đèn đó. Bật cái đèn đó. Có cái camera đó, chị thấy Galaxy cái gì. Rồi bật cái đèn lên. Nó có cái nút đèn ở trong cái chỗ bật cái đèn đó. Gần xong rồi chị bật cái nút đèn đi. Đó đó, ở dưới có cái cây sấm sét gì đó dưới không? Cái chỗ cái chỗ mà comment á, nó có cái cây sấm sét thấy không? Okay. Thấy chưa? Rồi, and now Alex sẽ tắt đèn thử cho mọi người xem thử nha. Look Alex. Look up. Alex, look up. Ok. And now, can you put the light? Yes. Mọi người thấy chưa? Từ từ, ok. See again. Ok. Put right here. Hurry, try. Okay. Alex sẽ làm nhanh nha mọi người. Khô nhanh lắm á. Ok. And now, turn off the light. Turn off the light. Where's the turn off the light? Right here. Ok. Turn again. Can I see it? And turn off it. Yes, it looks perfect. Yes. You got it. Yes. Dạ em tắt đèn để em hát chị ơi. Oh, this is so much fun. Oh, cái lưới chỗ này lủng cha, tất cha là uổng quá. Sorry mẹ. It looks so good. Cái này bệnh nghề nghiệp mà người thông cảm cho Lệch nha. Sâm tham cũng xảy ra cái chuyện là... Lệch có biết đầu dũa phá bột mà không bị móng tay. Đúng là đầu dũa toàn tình này về nha. À, nếu mà đợi thì tuần này bồi dũa về Alex về rất là nhiều đầu dũa, tại vì bây giờ Alex làm một cái store của supply rồi nên là rất là nhiều cái thương hiệu à, thì hy vọng mọi người sẽ đợi nha. Mọi người thấy nó ra không? À, giờ nó khác rồi, giờ cửa từ từ thôi nha. Hình hạ liệt đó. Tại cái liquid này mau khô nha mọi người. Cái liquid này mau khô nên mọi người đắp cho nó nhanh xí nha. Nếu mà dùng liquid qua liệt đó, thì nó sẽ làm đẹp hơn. Có nghĩa là khi mình làm này mình dùng liquid EMA. Biết sao không? Cái độ khô của nó lâu thì nó sẽ làm cái design đẹp hơn. Rồi. Đây design nóng quá. Bật điện lên đó. Can you put the light both hands? Oh, both hands. And, one. And put the light. Okay. Hey, you turn on the light. Oh, what happened? Look at how good it looks. Sorry mọi người nha. Rồi. Mọi người nói giờ mọi người thích Alex bọt không? Mọi người thương Alex không? Mọi người thương Alex không? Thương nhiều không? Nói chung là siêu luôn. Có nha. Rồi.
Chị đẹp, đợi em xí, chị đẹp chụp em làm like. Dạ. Chị cứ là uống nước trà, chị cứ uống nước trà, uống nước trà, uống rồi đi chụp em làm cho. Chụp cái xong cái like này, Alex sẽ làm một cái tay bộ nail muốn ngắn nha mọi người. Nó làm về cái skin and white rồi mấy cái đồ design về muốn ngắn nha. Thì hy vọng mọi người sẽ hopefully cái này chụp nó Alex sẽ bỏ cái Alex sẽ bỏ cái like nữa, Alex sẽ chùi cái cho nó ra sạch nha, tại vì nó bột nó dính nhiều trong nó đó. Alex sẽ chùi cái nó hiện lên nha mọi người. Nhớ nha. À, thì đây là cái lỗi nãy Alex nói nhiều quá, không phải nói nhiều quá mà mình cứ ý là nó sẽ khô lâu, nó khô giống khô mau lâu khô á. Tại thường thường Alex đắp nước EMA là nó lâu khô lắm, tại vì mình nói chuyện cái đồ kia, còn cái nước thì nước mau khô nên mình nói chuyện nhiều quá nên cái bột nó cứng. Nhưng mọi người cũng thông cảm nha Alex nha, nhưng mà ít gì mọi người cũng hiểu được ở cái lưới làm sao cái đó nó lắm rồi sao đúng không. Thì thank you mọi người rất là nhiều nha, mọi người bắn thêm nha Alex đi. Sau này set này bao nhiêu hả? Set này Alex lấy set này đây Canesi đặt nhé. Set này nếu mà làm xong hết là mình chạc cỡ 70-80 đồng thôi nha, 70-80 tùy theo. Nếu mà cái đá Alex đánh gắn cho nó đá Swarovski thì nó hơi mắc một xí, thì cái giá sẽ vậy thôi. Làm một tiếng thôi là có 70-80 đồng rồi ha. Cái này các bạn làm rồi các bạn làm lẹ lắm. Alex làm trong vòng cỡ 45 phút là xong một bộ nail. Rồi mình làm like, rồi mình phân tích, rồi mình tám, rồi mình chia sẻ những mấy cái ID này kia không. Thì thăm nó lâu một xí. Nhưng mà chủ yếu làm like là gì? Chủ yếu là mình share những cái ID của mình thì hút giúp cho mọi người có thể tự tin hơn đúng không? Không tính order bột đó bạn, không mình muốn order bột đó hả? Order bột có thể lên website Alex nha, chatsnail.com. Hoặc các bạn có thể gọi vào số điện thoại 714. Các bạn nhớ nha, bạn nào mà trường hợp mà ví dụ như bỏ số điện thoại hay là bỏ gì lên cái website hay Facebook của Alex á, thì các bạn nhớ phải gọi đúng số điện thoại của công ty mình nha. Đó. Tại dạo này mình cũng có những cái khách request là có những cái số điện thoại lạ, không phải là số của công ty mình. Đó, gọi và nhắn tin cho khách hàng của mình luôn. Đó, xảy ra là Alex lấy được cái số điện thoại của những người đó luôn, nhưng mà Alex không có muốn đem lên đây. Tại Alex chỉ hy vọng là gì, khi mình làm hay làm gì đó thì hy vọng mình cố gắng mình làm lên, chứ mình đừng có làm vậy thì nó cũng không có hay. Tại vì các bạn làm vậy thì khách hàng mình họ sẽ bị compare, hay là họ sẽ bị không được giống như là họ giao một cái tài khoản cái gì đó, thấy không? Nên là mình cũng không muốn mạnh vậy. Với thứ hai mình không có muốn bạn phải nêu bạn lên cái face của mình. Đó, thì hy vọng bạn hiểu ha. Đó. Rồi. Hi SD Lâm, khỏe SD Lâm, khỏe không em? Bên đó sao rồi? Ở bên này cũng vậy. Đó thì rồi let me see this nail ha. Đó các bạn thấy không? Nó là rất là đẹp, rất là trong. Các bạn thấy không, cái màu các bạn thấy cái màu này nó khó. Hồi nãy Alex nói nó khó cái là nó bị see-through có nghĩa là sao, có nghĩa là nó trong hơn cái shop white, nên khi các bạn làm các bạn phải cẩn thận. Nếu các bạn không cẩn thận thì nó sẽ bị nha. Các bạn phải lưu ý. Hai Kim Nguyễn nha, phải không? Nên khi còn là cũng phải lưu ý nha. Đánh dậy gắn vô. Khỏe em, khỏe đúng không? Trời ơi, của anh chị khỏe ha. Cố lên ha. Bình đánh vậy. Nó dũa sơ quá. Tim khỏe anh Tim. Lâu quá ha. Alex busy quá. Ai cũng busy hết. Bình đánh vậy. Rồi xong, khi mình dũa sơ xong vài cái thao tác nữa là mình sẽ bỏ gel lên nha. Mình bỏ gel lên. Thì tháng tới nữa thì Alex sẽ có một cái lớp ở Westminster nhé. Cái lớp Westminster cơ bản từ 10 đến 15 người thôi. Ở private class bằng ở tại con Canro. Thì bạn là muốn đăng ký thì nhanh tay ha. Rồi cái lớp Canro, lớp San Jose. Chỉ còn vài người nữa là full rồi. Có nghĩa là cái lớp này rất là đông. Thì dòng sẽ gặp mở mọi người ở San Jose nhé. Thì chuyến đi này ở San Jose Alex đem supply rất là nhiều. Rất là nhiều là sản phẩm cũng giống như là nhiều đồ chơi mới. Thì hy vọng mọi người sẽ ghé cái show nhé.
có một cái show như vậy. À, bên cạnh đó là có mời special guest Sang Phan nha. Sang Phan là ngày xưa là học sinh của Alet, à, bây giờ làm nail rất là giỏi về shape, về cũng về cách phối màu. À, thì bạn nào có muốn gặp Sang Phan hay là muốn tham gia cái lớp thì hy vọng sẽ trao du với Sang Phan ha. Bạn thấy không? À, cái shape ra rất là đẹp. Rồi. Và cái lớp học Việt Nguyễn ở khỏe Việt, Việt khỏe không? Việt lâu quá gặp Việt ha. Nó không có nhiều học viên. Đó, anh chị nào mình tại cái lớp tại cái lớp cơ bản này là chơi tới 5 ngày lắm. Đó, chơi tới 5 ngày lắm. Thấy không? Đó. Ra rồng rất là đẹp. Các bạn thấy cái màu không? Tại sao lại nói tại sao phải đắp hai cục? Đây là phân tích cho mọi người hiểu. Những cái màu mà khó như thế này á, các bạn đừng bao giờ đắp một cục. Nếu mà các bạn đắp cái tay bạn chưa được nhuyễn nên đắp hai cục đi. Đây là một cái trick là chia sẻ thôi ha. Còn bạn nào đắp giỏi ra thì cũng nói rồi. Đó, nên mình đắp hai cục á thì mình hạn chế được cái bị suy thu. Đó. Đó, nên các bạn nhớ nha. À, rồi Việt. Rồi bây giờ là sẽ sấy sơ nữa là xong nha. Bỏ sơ. Cái này như vậy. Rồi thứ hai nữa là những bạn mà mới vô nghề á, làm nail chưa có quen á, đừng bao giờ mặc bao tay, nhớ nha. Nếu mà mình làm mình rửa chưa có quen á, đừng mặc bao tay. Các bạn mặc bao tay nó quấn một cái là nó cắt một phát là chảy máu khách luôn nha. À, thấy không? Cứ em đang rửa thì nó quấn cái tay bao tay lên nha, phải cẩn thận nha. À, là thấy có nhiều người bị cắt rồi đó, nên phải cẩn thận. Những bạn mà mới vô nghề đã làm nail mà chưa có quen, đừng bao giờ mặc bao tay. Mặc bao tay coi như là đi luôn cái ngón tay của người ta đó. Ừ, đừng có đè này không. Cái thứ hai nữa là cái khi mình làm cái màu này mình đừng bao giờ vũa nhiều, mình chỉ vũa sơ qua thôi. Ú gì hết, vũa sơ qua thôi. Ú. Rồi bên này một cái nữa là xong, thấy không, nhẹ nhàng xong rồi. Xong rồi mình sẽ bắt phở thôi nha. Cho em hỏi bột này gọi là bột gì hả? Cái này bột này là bột giả quang nha em. Có giảm giá gì trên website không? Lịch mùng 9 tháng 2 là gì, ngày gì ra là cũng biết nữa. Mùng 9 tháng 2 là ngày gì vậy chị? Ở live ở đây hả? Có nha. Có sale nha, nghe nói có sale đó. À, chuẩn bị đi. Chuẩn bị vũa nail ào ào vô ha. À, xong là ngày đó lên mạng thao hồ hốt hốt. Ừ. Có mấy bạn dễ thương nha. Mang dùm mấy ngày live ở đây mua quá trời mua luôn. Này có thấy không? À. Rồi. Nhớ này ha. Cái bóc phở nhẹ thôi nha, bóc phở nhẹ thôi. Để cho nó không bị nhám, bị trầy trên các bạn vẫn bóc phở nhưng phải không bóc phở nha. Để xâm tham á là cái bột nó còn dư á nha. Bóc phở xong chập nó mình lấy cái acetone nó mình rửa nhẹ cái là nó ra cái da lánh nha. Rồi đó là cái trick nha. Rồi mình đẩy nhẹ cái con thấy cái bột cái nail mình kéo một cái nha. Kéo cái cho nó bay ra hết đi. Nó thẳng hơi chưa. À, cuộc đời nở hoa rồi đó. À, xong. Ok, cho em hỏi thăm Nguyễn, thằng Nguyễn khoáng, thằng Nguyễn. Từ từ chắc nó lại trả lời nha. Rồi. Now start now on the ceiling cái tay của cô khách này nhẹ nha. Mình sẽ bóc phở thêm xí cho mọi người. Cuộc đời nó hoa. Tại nãy mình mạnh tay quá. Rồi nó không wrap ấy nha, mình phải bóp cho nó đừng có bị wrap nữa. Tại nếu mình bóp là hồi về nó mắc vô cái mấy cái nó mắc vô mấy cái gì quên rồi, cái tóc ấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái gel lên cho mọi người xem thử cái màu này. Wow, so beautiful ha.
Còn đây là hộp đá Swarovski rất là sáng nha, sáng ơi là sáng. À, bạn nào mà thích mua hộp đá này thì lên website mua nha. À này không biết còn nữa. Ừ, vào vô. À, dùng cái đá này nha, gắn lên và dùng cái chai top coat của Just Nail. Top coat này dùng để college gel, dip, dip cũng được nha, dip để 2 phút and calm and college and acrylic nha. Rồi bỏ lên đây. Đây. Rồi mình bỏ top coat lên. Nhìn cái các bạn nhìn cái top coat, các bạn nhìn cái kim tuyến nó ra đẹp nha. Wow. Nó đẹp không? Nó ra rất là đẹp. Nhìn nó rất là buổi tối các bạn nãy các bạn thấy đã thấy nó sáng đúng không? Sẽ mình bỏ một chiếc clear dưới này. Đi nhẹ ra. Đó, mình bỏ lên. Nhưng mình bỏ ngoài cho mình lấy ra từ từ nha. Xong. Một cách nhẹ nhàng, không dày quá nha. Dày quá nó sẽ ra hai bên. Đá này đá Swarovski nha mọi người, bởi nó rất là sáng. À, sáng, sáng ơi là sáng. Bạn thấy không? À, xong rồi. Sắp có cục xong rồi mình liên xếp lại xí, sờ qua thôi. À, đẹp ơi là đẹp, quá đẹp thôi. Back the light for me please. Gửi đồ cho anh chưa hả? Gửi đồ cho anh Trương, gửi đồ cho anh Trương. À, mấy cái gì cũng quên rồi. À, anh Trương qua gặp anh Trương xong rồi về nhà quên hết luôn rồi. Mấy busy quá anh Trương ơi. Rồi cái này gắn 3 hột nha. Cái này là sẽ gắn 3 hột thôi. Là sẽ gắn 1 hột sai điều 2 hột khơ nha. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái màu white rất là khó làm. Bởi tại sao lại nói á, hồi nãy mọi người đắp á, nếu mọi người đắp một cục á, mà nó ví dụ mình đắp nước mau khô không kịp á, thì nên đắp hai cục, đúng không? Thì nó tránh. Các bạn có hai cái lựa chọn, một là nó khô nhanh, hai là nó khô cần chờ đợi vài phút. Tại vì khi mà mình chờ đợi vài phút á, thì nó sẽ bóng hơn. Nếu mà mình khô nhanh quá, nó không có được bóng, độ bóng của nó không last long nha. Còn khi mà mình chờ đợi như vậy, chờ đợi là hạnh phúc đúng không? Đó, thì như vậy thì cái bóng tóc của mình nó mới sai thì được. Cái này là mình chưa có hoàn chỉnh nha, cái này là chưa có khô nè. Mình đợi chỉ một phút nữa. Wow, đẹp quá, mọi người thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn, đẹp quá. Oh my god, so beautiful. Ờ, 50 chai nước số 2 dip. Ờ, đúng là kéo dip về rồi, quên. Mấy hôm nay, ờ, đúng là cái bé dù quên rồi. Cái bé mà ship hàng cho anh, bé nó bị gia đình mà bé nó chưa có về nhanh chai, nhưng mà mai em kêu lính nó làm cho. Bé Trần chưa có đi làm lại, tại trong gia đình có việc á, nên chưa có làm lại, nên mẹ mai em sẽ kêu nhân viên ship hàng cho anh nha. Thank you anh Trương nhiều nha. I love you anh Trương. Em bây giờ phải nói là I love you. I love you anh Trương. Rồi. Và đèn, trời ơi đẹp chưa, mọi người thấy đẹp không? Sang ơi là sang ha. Rồi tiếp tục. Đó, mình scan vô cái đèn cái xong mình lấy ra nha. Đó thì nó giúp cho mình hạn chế bị lòi nha. Rồi cái này cũng vậy. Cái này chập nữa là sẽ lấy cái giấy chùi cái nó lòi lên nha mọi người. Cái này khỏi cần bỏ top coat nha. Khỏi cần bỏ. Đây mình của mình thì nó nằm mỗi hướng mỗi A từ A Z ha. Bây giờ là chỉ có lụi thôi. Bộ đá xong chưa? Dạ chưa, chị em mình xong rồi. Giờ em xí đi. Đây. Mình đây là xí nha. Bộ nail đẹp quá mọi người ơi. Wow, so cute. Just cute luôn hả?
Yeah, too cute, beautiful. Beautiful. So handsome. Ôi nhiều đấy, handsome này đó. Nó đầy đủ rồi đúng không? Beautiful đúng không? Đẹp quá, đẹp quá. Đó, quá đẹp luôn. Bộ nail rất là lấp lánh lung linh nha. Rồi, put back the light for me please. Baby, baby, you say you love me. Anh ơi, cho bán hàng ở Việt Nam không anh? Anh nói thiệt, Alex, nói chung là Alex cảm ơn các bạn ở Việt Nam rất là nhiều nha. Trong cái thời gian qua hỏi hàng ở bên Chanel rất là nhiều mà chưa được về Việt Nam á, thì Alex có họp, có bàn bạc như hôm nay á, có bàn bạc hôm nay với trong công ty á, là có thể mình sẽ tìm cách nào để mình lấy hàng về Việt Nam, tại vì rất là nhiều người ở Việt Nam muốn mua hàng bên Chanel á, thậm chí có nhiều bạn trả tiền ship rất là cao cũng lại mua. Nhưng mà tại vì Alex muốn nó bán cho các bạn xài, các bạn cũng xài cho nó đáng. Thứ hai, biết sao tiền ship nó cao quá nên là các bạn mua Alex cũng thấy cái trả tiền ship các bạn cũng hơi cao, nên Alex đã cố gắng tìm cái cách nào để mình ship hàng về. Rồi, back lại thêm đi. Rồi, sau khi xong rồi các bạn sẽ dùng một cái liquid, các bạn dùng cái liquid nha. Now you using the liquid and put right here. Yeah, mình sẽ link cái da đánh nữa làm nha. Mình đổi vô. Mình link kỹ cho nó lòi ra. Mình link xong mình lấy rồi mình thổi nha. Còn thấy các bạn link cái nó lòi ra, thấy không? Nó lòi ra. Đập nó khô nó sẽ lòi ra nha mọi người. Để cái này xong rồi các bạn vô kêu nó đợi, xong đó các bạn vô đợi trong vô trong lấy cái bóp á, chà ra, chà cho nó ra cái design. Rồi, các bạn thấy không này, thấy không? Khi nó khô rồi á, khi nó khô các bạn sẽ thấy này, nó sẽ lòi ra mấy cái design, thấy không? Đó, nó khô rồi mới lòi ra, thấy không? Đợi nó khô đã, để nó đang còn ướt rồi. Thank you anh nhiều ha. Ok em hí hí, thank you em hí, thank you em ủng hộ supply của bên chà Snail hí. Thank you. Ai ăn chỉ mà ngon nữa. Rồi bên này cũng vậy nha. Mình sẽ có thấy không? Mình chùi cho nó sạch xong, dập nó khô nó sẽ hiện lên nha. Rồi để xí lại bỏ miếng dầu lên. Trước khi xong rồi anh lại sẽ bỏ thêm một xí top coat đây để làm cho cái đá nó chắc hơn. Đá nó chắc hơn và nó không bao giờ bị tróc. Các bạn thấy không? Rất là bóng. Ở treo này các bạn xài rồi, ai mà đã xài treo bên công ty mình rồi thì mình sẽ bảo đảm ha, về cái chất lượng cũng giống như là về cái độ bóng và về độ bền, và thứ hai các bạn xài rất là good ha. Lay on you want to go there, you can brush, you clean it, okay? Clean with the brush, okay? And put back the light for me please. Anh các bạn thấy không, cái hộp keo này xài rất là lâu. Bây giờ là xài rất là lâu. Bạn nào mà mua keo đánh đá cứ xài cái này đi, rất là tiện, không cần lấy cỏ ra. Tại vì đây là phân tích tại sao nhiều người á xài rất là hao. Có nghĩa là sao? Lấy cái cỏ ra. Lấy cái cỏ ra đúng không? Lấy cái cỏ ra, lấy cỏ xí à, mà lấy bỏ lên móng đúng không? Bỏ ra còn dư quá trời luôn, mỗi lần lấy ra là phải dục. Phải dục quá trời dục ha. Nên bởi tại sao lại ra cái trại nó rất là dễ cho mọi người. And now Alex sẽ bỏ cái number 5 lên. Chị trả chị yeah, but I'm good now. Okay. Right here. And can you turn off the light for me? Turn off everything the light powder, please. Không thấy đẹp không? Chú đứng đó, chú tắt đèn luôn nha. Coi như hôm nay chú thích khe cái show cho con luôn nha. Đó. Rồi mỗi lần chú tắt đèn là giống như là tắt hết các cái thành bếp là life for me. Nó là nó dẹt, nó dẹt. Rồi mình bỏ dầu đèn mình thấp cái nha cho nó láng rồi. Rồi con thấy không? Đây. Rồi pick the lights. Pick the lights. Rồi, can you open, còn thấy không? Này cái nail, can you put back one more hand here, up here, up here, up
không? Còn thấy không? Rất là đẹp rồi. Không, rất là sáng. Không. And my beautiful client. She tired now. I talk too much. And why? And she say I am hungry. I want to go home eat food and good food and good food. Okay, mọi người thấy không? Rất là đẹp không? Okay, Alex, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thank you mọi người và tập này sẽ gặp mọi người like khác nhau nha. Okay, this one too. Wow. Mọi người thấy không? Wow, so cute, so cute. Rất đẹp ha, nè. Trời ơi, I love you anh nữa chứ trời. Rồi, bỏ đèn ha, rồi. Now, bye you guys. Okay, her nail too. Yeah, bye her nail too, okay. Alex, bye bye mọi người nhé. Thank you you guys, please share my video and follow me in Facebook. Bye bye.